ngày 26 tháng 11, liên quan tới vụ việc nhiều học sinh của trường trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng ở khu 3 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo mua ở cổng trường sáng ngày 25 tháng 11, các lực lượng liên ngành của huyện đang điều tra làm rõ vụ việc. Nhà trường cũng đã xác định có 126 học sinh, chủ yếu khối 8 và 9, sử dụng loại kẹo này. Trong đó, có 5 em bị tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở, đau đầu, được đưa đến trung tâm y tế huyện điều trị và sức khỏe các em đã ổn định. Loại kẹo mà các học sinh đã mua có vỏ màu xanh, nhãn mác hai gian cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ chữ Việt. Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn đã gửi mẫu kẹo trên tới cơ quan chuyên môn để xét nghiệm kiểm tra thành phần trong kẹo, yêu cầu các trường học, gia đình trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không được mua và sử dụng các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc.